Quận 12 đóng cửa siêu thị huyện Bình Chánh mở lại tám chữ. Thưa quý vị, Quận 12 cho biết buộc phải cho tạm ngừng siêu thị cốp mát trên địa bàn quận do thiếu nhân viên. Đây cũng là tình trạng khá phổ biến của các hệ thống bán lẻ do nhân viên liên quan đến ca nhiễm Covid-19 hoặc nhân viên sống trong khu vực bị phong tỏa. Ngoài ra, phường Tân Hưng Thuận và Tân Thới Nhất cũng hỗ trợ tiểu thương tổ chức bán rau củ quả và các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Trong khi đó, hôm nay ngày 19 tháng 7, Ủy ban huyện Bình Chánh dự kiến sẽ cho 8 chợ hoạt động trở lại, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đến ngày 18 tháng 7, toàn huyện có 13 trên 15 chợ truyền thống tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện huyện Bình Chánh chỉ có 40 trên 612 cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ tiếp tục mở cửa phục vụ nhu cầu mua hàng thiết yếu cho người dân. Huyện đã tổ chức 17 điểm bán hàng lưu động Trung bình mỗi điểm cung ứng khoảng 800 đến 1500 kg lương thực thực phẩm thiết yếu. Ngoài ra, quận Bình Tân cũng cho hay quận đang xem xét phương án của ba chợ Bình Trị Đông và dự kiến cho hoạt động trở lại ngày 20 tháng 7. Còn chợ Kiến Thành hôm nay ngày 19 tháng 7 hoạt động trở lại, tập trung bán hàng rau củ quả phục vụ nhu cầu người dân. Bình Thuận thêm 17 ca nghi nhiễm COVID-19 phong tỏa một con đường ở thành phố Phan Thiết. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 7, Bình Thuận có thêm 17 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó thành phố Phan Thiết có 3 ca. Cả 3 ca ở thành phố Phan Thiết đều liên quan ca nghi nhiễm ở phường Phú Tài. Người này từng trở về từ Bình Dương vào ngày 15 tháng 7 và đến trạm y tế phường khai báo tiếp xúc nhân viên y tế phường Phú Tài. Hôm sau người này ra chợ Phú Tài phụ giúp người nhà bán hàng khoảng 1 tiếng rồi trở về nhà mẹ chồng cũng ở phường Phú Tài. Sáng ngày 17 tháng 7, người này đến bệnh viện Tâm Phúc khám thai và test nhanh, phát hiện dương tính với COVID-19. Ngay trong đêm qua, thành phố Phan Thiết đã phong tỏa đường Nguyễn Xí với khoảng 75 hộ dân tại nhà mẹ chồng ca nghi nhiễm này. Đêm qua, Trung tâm Y tế Phan Thiết đã phun khử khuẩn và lấy mẫu hàng trăm người trong khu vực này. Hiện Công an Phan Thiết đã thành lập 8 chốt chặn không cho người dân vào chợ Phú Tài, nơi ca nghi nhiễm từng bán hàng. Tại huyện Tánh Linh có 7 ca nghi nhiễm đều là các ca F1 được cách ly, có tiếp xúc với các ca F0 trong một gia đình được phát hiện từ ngày 13 tháng 7. Riêng tại thị xã La Di, ổ dịch lớn nhất của Bình Thuận hiện nay phát hiện thêm 5 ca nghi nhiễm đều là F1 trong các khu cách ly tập trung. Tại huyện Hàm Thuận Bắc cũng vừa phát hiện thêm một ca nghi nhiễm ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Chí. Ca này cũng vừa trở về từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 7. Ngay sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, Ủy ban huyện Hàm Thuận Bắc đã có quyết định phong tỏa thôn Lâm Giang, xã Hàm Chí với 370 hộ dân trong đêm ngày 18 tháng 7. Hiện trung tâm y tế Hàm Thuận Bắc đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly các ca tiếp xúc gần và đang tiếp tục truy vết trong cộng đồng. Báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận cho biết toàn tỉnh hiện có 96 ca nhiễm COVID-19. Báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận cho biết toàn tỉnh hiện đã có 96 ca nhiễm COVID-19. Nếu tính cả 17 sáng nay thì Bình Thuận đã có tới 113 ca nhiễm Covid-19. Thành phố Vũng Tàu không cho người lao động đi xe hai bánh đi bộ đến chỗ làm. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7, Ủy ban thành phố Vũng Tàu bà Diệu Vũng Tàu cho biết đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh về việc không cho phép người lao động đi xe hai bánh đi bộ đến chỗ làm việc. Theo đó, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất cần bố trí ba tại chỗ, ăn ở sản xuất tại chỗ cho người lao động và sắp xếp ba cùng, cùng làm việc, cùng đi trên một phương tiện và cùng nghỉ ngơi một nơi để phòng chống lây lan dịch bệnh. Trường hợp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất không tổ chức được ba tại chỗ thì yêu cầu có xe ô tô đưa đón người lao động đến làm việc. Xe ô tô đưa đón người lao động phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, vận chuyển không quá 50 số ghế và không hơn 20 người nhân viên giao hàng, người lao động làm việc tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các cơ sở cung ứng lương thực, thực phẩm được sử dụng xe máy đi lại, ra vào thành phố và trong thành phố khi có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.